Ni Al. Thôi nhé, chúng ta đừng bên nhau chẳng một nơi nữa đâu. Anh Mậu ơi, nước sôi rồi, triển khai thôi. Mì miếc đập chung hay như nào? Mì miếc em đập chung vào hay như nào? Chấm á? Ừ. Chung thì đập chung luôn, gỡ về sáng. Thì đập đi. Để nó sôi tí nữa à? Sôi thế, sôi từ nãy giờ rồi. Cho một gói mì, hai quả trứng. Nè. Hoài hoài cho bánh đa. Bánh đa. Bánh đa hay mì? Bánh đa thì phải rửa đi. Cho mì cho thơm. Ừ, thế em thì... gì?